Mình chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay Hiền đi với nhóm cư của ba thế xã An Hải Trung. Chung cái bè Tiền Giang, cái bè tỉnh Tiền Giang để cưa nguyên hàng cây này chứ mấy cây dừa. Trời mưa á. Thank you.
Cái cúc quằn bị gãy ra. Ồ, kiến chạy, kiến bò. Hết gì ta bắn hết gì cái này xong sáng gì mà wow, có mấy cái gì không? Làm khó nhau. Đâu, vậy nó quẹt tới gì điện? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một người là làm cái tháng. Nó lại có được cái đó rồi. Quăng lại có hai miếng thép. Thành hố tường đá mà dặn. Xếp rượu thì thôi với mấy mắt thôi được. Lên kéo phủ cái kia. Tự như đi dây cái kia mình chỉ kéo vô thôi à. Nặng lắm. Đi lên kia. Xích đẳng luôn, xích đẳng luôn. Đó lại đây. Buông dây đi, đó lại đây. Đi nè. Rồi xả đi. Xả. Cái mạnh không được. Mạnh không được. Kéo qua được rồi, đừng đi tới nữa. Qua đi. Qua cái gì nó nghỉ kia. Thì đó. Rồi theo. Ý là nhánh nhỏ, gặp mấy nhánh lớn kìa kéo không nổi. Luôn. Đi lại đây này, đi lại đây nè anh ta. Đi lại đây nha. Ừ, đó. Rồi, quá luôn nè, 1, 2. Luôn. Cả được. Cái sao như nãy đi. Rồi, đây là dây không có mấy mận. Dư luôn mà. Không có dư. Rồi kích lên đi. Rồi. Chặt lên không nha. Nặng nha bắt đầu. Vũ lên, vũ dây lên để nó chặt nó hỏi làm nó ọt lên cái nó sờ thòng lúc dưới á. Vũ dây lên đi, vũ dây lên. Lấy gánh hỏi không? Rồi. Một cái lớn rồi chạy dư. Lại nặng cái chiếc này cái này rồi đã đi luôn.
ra, chị mở ra. Mở ra cho nhỏ ra nha. Mà tới không thì quăng người ta gửi tới không? Vô từ từ kéo. Mấy giờ mình đăng lên? 6 giờ. Thôi bên. Bên hai lúa Tiền Giang với Du Khỉ miền Tây à.
cây sau này thì mấy hồn nhánh nó ve qua dây điện, chắc phải leo lên cắt bớt rồi nhé. Cái bần này thì nhánh nó nghiêng bên kia quá trời luôn, mà chủ nhà bên kia thì khó thế này, cho quẹt cây khó dữ. Nè mấy cây cây mình nghiêng bên đó, mà nếu mà đợi mà thiên tai gió bão á nó ngã qua là nó sẽ thiệt hại nhiều. Mình leo lên á, mình treo mình quằn quằn vô từ từ, nhưng mà phải có cò quẹt. Mình nói với chủ nhà, dạ cô chị ơi có cò quẹt nha, nếu cò quẹt không qua đúng đó hại luôn đi, cháu sợ cô đúng đó chắc công an bắt cô luôn á. Cũng như là nó có lượng ít thôi, mình cũng như là nó cho hư mà mình cũng như là giảm tối đa thiệt hại thôi, chứ mình cũng phải bị dướng một hai nhánh. Nó nói không biết làm sao làm, nhưng mà hơn người đời không dám làm, mấy cái đó xa quá mình không dám làm. Điển hình như cây đó rồi, nó qua cái là qua bên kia, nó qua từ tí đó nó qua đến 5 mét qua thì leo về á thì cũng cái khó mét, cho nên á mà để cho ai qua chính quyền ở đây rồi nói nhà tại chỗ này có cây dừa chết rồi không sao, mình kéo vô cái dừa chết đó hồng chú cái đó mình kéo về đây. Còn thân ngã gì đây, còn cây kia không dám làm. Có người thí dụ người ta quy ra, mình cưa đâu không có nhiều tiền mà ta quy ra gấp ba gấp lại tiền, chúng tôi là một cây đó của tôi một năm tôi bán 3 triệu, 2 năm mấy 6 triệu, 3 năm 9 triệu, 4 năm 2 triệu, rồi tôi tính tới 20 triệu là mình trả tiền không hết, không đủ. Thôi vậy đó, tính có kỹ lưỡng đàng hoàng để trong làm. Tại vì mình là khỏe nha. Cây đó thì đợi ngày mai chính quyền lên Oh.
xuống quân cho quên chuyện trên này chuyện của quên trên nghĩ đâu quá rồi mới ngủ không à chiều về là cũng kéo lui về ra này luôn giật cái này ra kéo thẳng lui ra luôn. Thank you.
dê rồi. Nhổ dê sao ta? Ba của Hiền cũng cưa xong hai cây dừa, hai cây cây bằng và một cây sau. Hẹn quý vị là những clip gần đây nhất. Xin chào và tạm biệt quý vị.